Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật trên ứng dụng Zalo, tức là chia sẻ vị trí của mình cho bạn bè, người thân. Rồi, video này dành riêng cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Trước tiên để chia sẻ được vị trí thì các bạn sẽ mở cho mình 3G, 3G hoặc là Wi-Fi lên. Đó, mình sẽ chọn mở 3G. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ bật cái vị trí của mình lên này, hoặc là nhiều dòng điện thoại nó sẽ để là GPS. Rồi, sau khi các bạn bật 3G lên rồi và bật cái vị trí lên rồi thì bây giờ mình sẽ mở Zalo lên ha. Đây, mình sẽ mở Zalo lên. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái bạn bè mà mình muốn chia sẻ vị trí. Ở đây thì mình sẽ chọn chỗ Phạm Tâm. Tiếp tục thì các bạn sẽ chọn chỗ ba chấm nè. Và ở phần này thì các bạn sẽ chọn chỗ vị trí. Các bạn đợi tí xíu. Rồi, ở cái phần này các bạn tiếp tục chọn gửi vị trí hiện tại của bạn. Xong rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn chữ gửi nè. Rồi, rất là đơn giản nha các bạn. Khi bạn bè của bạn nhận được cái tin nhắn này thì bạn bè của bạn sẽ truy cập vào, và lúc đó bạn bè của bạn sẽ biết bạn đang ở đâu. Rồi, vừa rồi thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật trên ứng dụng Zalo là chia sẻ vị trí của mình cho bạn bè, người thân. Mình cũng xin dừng lại nội dung video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.